Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu rất hay giữa trận cờ Quý Tỷ Phạm Quốc Hương và bình luận viên Mai Quý Lân. Trận này thì Phạm Quốc Hương chấp Mai Quý Lân hai tiền. Trận thứ nhất hòa, mời bạn xem trận thứ hai.
将军。将军。将军。将军。将军。Xe 4 bình chính bắt chết xe. Trên đây thì Phạm Quốc Hương buông cờ nhận thua. Mà bạn xem tiếp trận thứ 2.将军。
将军。将军。Trên đây thì Mai Quy Lân có thể đâm xe 8 tấn 7 bác sĩ sát cục. Nếu sĩ chống lên thì sẽ bị tốt tấn 1 sát cục. Chúng ta xem thực chiến. Pháo 3 bình 7 giỏ sát. Trên đây thì Mai Quý Lân mất xe quả sát cục nên đã buông cờ nhận thua. Sau 3 trận kết quả là 1-1. Trận 4 và trận 5 tiếp tục hòa. Phần thưởng sẽ được chia đôi. Video mình kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và các bạn ở video sau.